Cho nên đối với quan gia thì mình nên xin nó, năn nỉ nó và nên trả nợ cho nó thì nó mới buông tha cho mình mà thôi. Chứ còn nếu á quan gia nó báo á, mình mà là nó đã ở trong người mình rồi, tức là nó đã xâm nhập vô nhà mình, nó khống chế mình rồi, một cái là mình năn nỉ, mình lại lục, mình xin nó, mình cả trả nợ cho nó thì nó mới tha. Còn mình kêu áp lực từ bên ngoài tới, tức là tụng chú đại bi là cầu hộ pháp chư thiên tới để mà đánh bắt nó thì nó làm giữ mình phải khó khăn nhiều hơn thôi, nào. Cho nên sống phải có tình có lý là như vậy đó, phải có tình có lý. Mình đã giết nó, mình hại nó, mà bây giờ nó báo oán, nó trả thù, thì mình nhờ lý, tức là pháp luật đó là lý. Nhưng mà về tình mình đã cốp của, mình giết nó, mình hại cả gia đình nó, mà mình không năn nỉ, mình không gian sinh nó, mà mình cầu ở bên kia càng lấn áp nó, là nó giết mình luôn, nó giết cái dòng họ mình luôn, nữa là khác. Nó là như vậy đó, thấy không? Cho nên là nếu mà trì đại bi không bất an là đúng, đó là do vấn đề quan gia trái chủ nó đã xâm phạm nhập vào trong người mình rồi. Cho nên cái này mình phải tụng kinh sám hối thôi, tụng tha kinh lương hoàng sám á. Hoặc giả mình giết nó chết rồi đó, mà vấn đề nó thương tật nhiều quá, bây giờ nó không tha mình tụng kêu bằng dược sư sám pháp á, để mà là mình sám hối, rồi Đức Phật dược sư tới cứu cho nó, cứu chữa cho nó hết bệnh, thì nó mới cảm nhận được cái sự mà mình dược sư kia mình vô tình hay cố ý mình hại nó. Bây giờ nó thấy mình biết rồi, mình gian sinh nó mà mình cậy là cầu Phật tới cứu cho nó nữa thì nó mới buông tha mình mới hết. Chứ còn hay nếu mà mình tụng mấy cái chú khác á, Kim Cang Lăng Nghiêm Đại Bi, nó càng thù hận thêm, nó siết mình vô chứ không có tha đâu, mà càng ngày càng làm ăn khó khăn nữa. Bà con mình ở Phật tử ở nhà còn phải làm ăn mà, chứ đâu phải như mấy ông sư đâu. Thấy không? Đó. Thì sư giải thích vậy quý sư vị thấy có gì mà nó thông chưa? Thông. Phải có tình có lý. Cái câu hỏi thứ hai, kính bạch sư, giải thích cho con điều 4 trong 28 giới khinh của Thọ Giới Bồ Tát có ý nói tùy tiện bố thí là như thế nào, con xin sư phụ nói rõ cho con và mọi người hiểu rõ. Trong cái giới Bồ Tát á, tại gia đó, trong giới Bồ Tát tại gia thì có cái điều á, là tùy tiện bố thí. Tùy tiện bố thí, tức là cái câu này á, để nhắc Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi á, thì nên phát tâm võng mãnh rộng rãi để bố thí giúp đỡ cho người nghèo khó, bệnh hoạn, cúc côi, cơ nhở, vân vân và vân vân. Nhưng mà tùy tiện có nghĩa là tùy phương tiện. Tùy phương tiện làm sao? Thí dụ bây giờ mình muốn bố thí, mà giờ cô này cậu 4 giờ con tính bố thí mà con đem con bố thí cho mấy người ăn mày thôi à, chứ ngoài ra con không bố thí cho ai nữa hết á nha. Nhưng mà trong khi đó cái người đó không phải ăn mày, mà gia đình họ mới bị cháy nhà nè, cái số tiền của mình có sẵn đó, mình tính bố thí cho người ăn xin ăn mày, nhưng mà có một gia đình nó mới cháy nhà, họ rất là khổ, họ không có cháy hết trơn rồi, không có tiền mà mua gạo ăn nữa, thì bây giờ mình nên ngưng cái vụ bố thí người ăn mày đi bố thí cho cái người mới cháy nhà đó. Mình tùy theo hoàn cảnh nhân viên mà mình bố thí. Hoặc giả ví dụ như bây giờ mình muốn bố thí là một cái người mù, trong một cái hội người mù ha, cái số tiền này mình tính bố thí với hội người mù á, nhưng mà giờ mình trước mắt á, mình thấy mấy người, có một người nọ họ bệnh nặng quá, có thể là bệnh ung thư, mà bây giờ á, họ cần mổ với một số tiền mà họ không có tiền, mình có thể dừng lại ủng hộ người mù này đi để lấy số tiền, hoặc giá là mình chia bớt ủng hộ cái người này giờ đang bệnh nặng, họ sẽ đi mổ mà họ không có tiền,
để họ có tiền họ đi mẫu đó. Thì cái phước đức của mình nó lớn hơn là bình thường mình đi ủng hộ người mù. Nghĩa là mình ủng hộ đúng chỗ, đúng lúc mà ta cần thì phước lớn lắm. Còn cái chỗ mà thí dụ giả sử hội người mù thì cần mình giúp đỡ đó, nhưng mà cái chuyện bình thường họ chưa cần thiết mà mình thấy chưa cần thiết mà cái số tiền này mình phải đưa vào đó, thì cái người đang cần thiết mình chia ra, mình ủng hộ cái người đang cần thiết. Hoặc giả là ít quá thì mình ủng hộ cái người cần thiết đi, rồi từ từ sau đó mình có tiền nữa mình ủng hộ người mù được chứ. Đó gọi là tùy tiện bố thí, tùy tiện bố thí. Còn thí dụ gì nữa nè, thí dụ giờ con bạch với sư á con ủng hộ tiền sư làm cái giá hồng chung, giờ con định là ủng hộ sư 1 triệu, thí dụ vậy đi. Nhưng mà ra ngoài kia thấy cái ông này ông nghèo quá, mà ông cũng khổ nữa, mà giờ ông không có tiền đi bệnh viện, thì tùy tiện bố thí, mình cắt bớt 500 đi, rồi mình cho giúp ông này ông đi bệnh viện đi. Vậy là mình cúng chùa ủng hộ cái giá này có 500, thì cứ bạch thẳng lại với ông thầy trụ trì, với sư, thì hoàn toàn không có lỗi gì hết, được, không sao hết. Thấy không? Nó tùy tiện bố thí là cái chỗ này nè. Cái đó là tôi nói theo cái tùy tiện, nhưng mà nói thẳng ra đó, cái gì cũng vậy hết trơn. Mình Phật tử mà phát tâm làm phước là một điều rất tốt, bố thí là một điều tốt, nhưng mà phải lo cho cha mẹ, cho con mình trong nhà trước đi. Thí dụ giờ bữa nay ở nhà mà hết gạo, số tiền mình có thể đem cúng chùa, thì mình phải đi mua gạo vô nhà trước đi, rồi còn lại bao nhiêu đem cúng chùa. Chứ đừng cúng chùa hết thì về mượn tiền mua gạo là không nên. Không nên. Thấy không? Đó là tôi nói thẳng là như vậy đó. Cũng như hồi xưa mà ông A Nan vậy á, ông đi trị bệnh, cứ mỗi ngày ông đi trị bệnh đường đó là cái cô Mê Tăng Già Nữ á, mỗi ngày cúng dường riết cái cổ bắt cóc ông luôn. Đó. Mới nhờ có Phật dùng chú Lăng Nghiêm cứu cho thế làm sao. Cho nên cái gì phải cẩn thận. Thì sư nói cái tùy tiện bố thí này Phật tử nghe được không? Giờ tới cái câu bạch sư ông, khi ngồi thiền hoặc niệm Phật cảm nhận có luồng hơi nóng nhẹ ở đùi, ở từ xương cục chạy lên cột sống lưng đến gần cổ, có cảm giác nghẹn và ứ tắc khó chịu tại giữa lưng, điều này có gì nguy hiểm không ạ? Xin sư ông chỉ dạy. Thì cái vấn đề mà ngồi thiền đó hoặc giá niệm Phật mà có nghe một luồng hơi nóng nhẹ từ ở dưới xương cục chạy lên tới cục sống lưng và gần cổ, thì cái này đó, ngồi thiền mà nghe có một cái lần nóng nó chạy lên như vậy là cái luồng nóng này là cái dòng điện của một vị nào đó, dòng điện một vị nào đó, cái nghiệp báo của mình đó, là nó phá mình đó. Nó không cho mình ngồi thiền niệm Phật bởi làm nghẹn tắt cả lưng luôn, nghe dường như tức lưng khó chịu. Mà cái lần dòng điện nóng đó, nó không phải là ma quỷ, mà lần điện nóng đó là chiến sĩ. Có thể trong kiếp này hoặc giả là kiếp trước mình có giết một chiến sĩ nào đó mà giờ vong hồn nó đang theo mình, cho nên khi ngồi á thì cái dòng điện nó bắt đầu nó chạy để nó làm cho như là nữ vợ cái giữa xương sống mình nó bị tắc nghẽn vậy, nên nó tức, nó khó chịu. Cho nên nó muốn mà ngồi im á, thì phải
mỗi tối cũng phải sám hối Phật rồi xin quan gia trái chủ tha thứ cho tôi, trước kia tôi có vô tình hay tôi làm khổ các vị như thế nào đó mà giờ theo báo quán thì tha thứ cho tôi. Tôi nguyện tôi tu được phước đức tới đâu đều hồi hướng cho các vị siêu thoát. Mình cứ gian sinh thường như vậy, họ cảm nhận được mình tu chẳng những cho mình mà hồi hướng cho họ nữa. Họ cảm thông được, họ tha mình. Thì mình hết. Không sao hết. À, không sao hết. Như hồi nãy mới đây nè, tôi nghe điện thoại xong rồi tôi mới ra. Cái cô này ở bên Mỹ toàn thân cổ bị lở lói hết. Mà hôm trước cậu có mở cái Zalo của gợ cái hình của cậu, cậu rọi cho sư coi, sư thấy rồi. Toàn thân cậu nó nổi lỗ đốm đốm vậy nè, mà trong cái đốm đó nó hiện ra mặt người luôn. Mặt người luôn. Toàn thân hết, không phải riêng chỗ nào hết trơn á. Mà đau nhức khó chịu, nó lở, nó lầy nữa. Thì cổ đưa tôi sư coi và cũng nhờ sư hướng dẫn cái cách mà cúng kiến như thế nào. Sư nói đó là quan gia trái chủ đó, thì nó báo cô rồi. Cô phải sám hối, giờ cô phải cúng trả nợ mới được. Thì cổ cũng nghe lời, cổ cúng 3 lần rồi. Nhưng mà rồi ở bển cổ cũng đi thầy dữ lắm. Đi thầy bùa để giải mở, sợ bị bùa đó. Rồi cũng không làm được. Coi tới mấy vị phần linh căn nữa, thì cổ nói có cái linh căn, có một cái xác nọ xưng là Địa Tạng Bồ Tát. Cho cổ biết 3 kiếp về trước cổ là một nữ tướng cầm quân ra trận, giết người nhiều quá. Bây giờ những vong hồn nó theo, nó xâm nhập vô người ở cổ ở, nó báo oán, nó trả thù. Cho nên giờ phải sám hối, phải cầu xin cho nhiều. Chứ bây giờ Địa Tạng ngài nói bây giờ này mà kể như Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Mẹ Diêu Trì cũng không thể can thiệp được. Đây là quan gia trái chủ, do sát nghiệp 3 kiếp về trước mà bây giờ phải lãnh. Thì bây giờ phải ráng xin thôi. Đó. Này cậu hỏi sư chứ có phương pháp nào sẽ giúp cậu không? Mà lúc này thì bị cái vụ mà virus thì cậu không có về Việt Nam được. Thì sư có nói sư giờ nghỉ chữa bệnh, coi bệnh hết trơn rồi. Nhưng bây giờ cô ráng sám hối đi, cô cầu xin. Rồi á, bữa nào đó, nó đã ở trong người cô, nó nói rồi. Ứng khẩu nó nói luôn rồi. Nó giết, nó tàn sát binh gia quá nhiều mà. Nó ứng khẩu nó nói rồi, thì cô gian xin nó riết đi. Thì nó chịu á. Nó chịu á là nghe lời sư. Thì dầu cách khoảng không gian, sư sẽ chú nguyện cho những cái dòng nó lành lại. Thí dụ như không đầu thì có đầu, không ruột gan vân vân thì sẽ ráp lại. Mà nó phải yêu cầu sư mới được. Nó đã ứng khẩu cô nó nói rồi, thì bây giờ cô á, gian giái nó ứng khẩu nói với sư, thì sư có thể dầu cách khoảng không gian thì sư có thể giúp được một phần nào. Nhưng mà có giúp được cái chăng nữa 50% chứ không phải trọn vẹn 100% được. Phải đối diện trước mặt sư thì sư mới giải quyết 100% được. Thì cậu nói để cổ sám hối cầu xin tiếp. Rồi cho cái bài sám hối với cúng giải bệnh âm dương á, cô gửi mail qua, rồi sư gửi cho cô cái bài đó đi mà cô cúng. Thì nói xong sư mới ra đây đó. Sư nói này Phật tử nghe, trong cái hình mà cổ Zalo á, cổ rọi cổ rồi cho sư thấy, chàng ơi nó lỡ đầy mình hết trơn trụi mà đúng 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 vậy mà nó hiện giống y mặt người cũng đó luôn. Mà ở bển coi cái người mình nói thẳng đi, cái phần căn là cái người cốt đó, nói là kiếp 3 kiếp về trước làm nữ tướng giết người quá nhiều, bây giờ những vong hồn nó báo oán trả thù rồi. Thì nói quý vị nghe nhưng phải hiểu rõ đó, làm cái gì cho đúng thì còn có trời Phật thần thánh người ta cứu mình sau này, còn mình làm sai á thì sau này á mình bị trả quả, không ai cứu á. Không ai cứu. Không mà có, hiểu chưa?
Còn nhà ngươi có mà không? Có thiệt, có thiệt. Thiệt? Có thiệt. Nhà ngươi thầy đi. Thầy á thì ông hứa là thầy là không phá xác, không bắt xác nữa. Nếu mà phá bắt xác á thì Thiên Lôi đản mạng á, là tôi ra tro bụi. À, thầy bắt buộc phải thầy và phải gian ra khỏi xác này. Không thề được không? Sao không thầy? Mệt quá. Không có mệt gì đâu. Đồ thứ lì. Phật trời không mà có, thấy chưa? Chú Tụng đau đầu không mệt, ông làm gì đâu mệt quá. Đập vào ngưng cho tiêu thôi, ngưng nhở. Chú Tụng kinh mệt không, đau đầu không à? Không mệt. Nhưng mạng nữ này với nhà ngư cái gì mà nhà ngư đã bắt người ta mới giết người ta? Do nó có căn. Nó có căn gì kệ đó chứ. Nó có căn mới theo được. Theo giết nó, dẫn nó theo, bắt nó hầu hạ. Chứ mấy người kia không có căn, đâu dẫn được. Đây không có đâu dẫn được, đâu vô được. Có mình con này có vô được. Theo này bao lâu rồi? Nó cứ đi chùa, nó còn kinh hoài, gấp quá. Đi theo này bao lâu rồi? 3 năm rồi. 3 năm mà ta có chồng có con, mà theo bắt nó hầu hạ là sao? Kim Căn Thần á, các ngài xuất hiện trước mặt cho nó thấy đi, cho nó thấy quay lực của thiên đình, nó thấy quay lực của Phật, xuất hiện cho nó thấy đi. Kim Căn Thần xuất hiện rồi, tứ đại thiên vương xuất hiện luôn, hộ pháp là già lam xuất hiện luôn cho nó thấy. Để nó nói không trời, không Phật, không thánh, không thần. Nó muốn ngang bướng, nó muốn làm gì nó làm à. Người ta không mà có đó. Chứ không phải là người có mà thành không đâu. Biết rồi, sợ rồi, không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Biết bao nhiêu người lầm lẫn, thấy chưa? Ở trần gian biết bao nhiêu người lầm lẫn, thật trời không có, không có địa ngục, không có thiên đường hết trơn á. Có một mình con nên nó tin nè, nó tin mà giết nó không được nè. Thấy chưa? Chúng tụng kinh, đưa tụng kinh, có tụng kinh, tức ghê lắm, giết không được. Nó đi chùa, chỉ chỗ nào chùa nó cũng đi hết á. Bây giờ nhà ngươi ăn năn cải hối á thì ông tha cho. Chưa đâu. Thái đầu tức lắm. Ta lỗi nghìn năm. Lấy miếng nước mát rồi cho nó uống. Con yêu tinh ngàn năm tao quýnh chạy rồi, còn một mình tao. Giỏi mà có một mình cái chết rồi, giết hoài giết không được. Tụng kinh. Tức tượng đeo chuỗi là tức tượng. Nó ỉ mấy cái dây chuỗi là cứu nó ỉ tự hoạt để cứu nó. Hộ pháp như thần, cãi miệng á, đổ vô. Cãi miệng đổ vô. Bớt nước, bóp mũi cho nó uống. Hộ pháp như thần á, bóp mũi cho nó ngọt mà nó mới uống nước vô. Uống nó vô. Uống vô. Uống vô. Uống mạnh vô. Nuốt vô. Nuốt vô. Rồi, lấy ly ra. Nuốt vô, ngon ghê không? Trời ơi. Đau quá, đau gì, nước gì mà đau như vậy. Móc ruột ở đâu, móc ruột ở đây. Còn dữ ha. Nè con phải giác ngộ đi. Con á cũng là một con người, hiểu không? Con là một con người. Nhưng mà tại sao con trở thành ác quỷ? Con nghe ông nói nè, con cũng chết hận, chết oan, chết ức, con mới khổ đời, thấy không? Rồi con cảm thấy con cô đơn, con lạnh lẽo,
À, con bắt nữ này là sai lầm rồi. Con cũng chết hạnh, con mới thành con quỷ á. Con có nanh nữa, thấy không? Rồi con hung dữ, gặp đâu phá đó. Con tưởng chừng như không trời không Phật. Con sống ở thế gian á, con không được công lý bảo vệ cho con, đúng không? Con sống thế gian không được công lý bảo vệ cho con, mà con chết về cõi âm á, nghĩa là cái duyên nghiệp con phải trả một cái nghiệp nặng nề, con phải thành quỷ như vậy á. Bây giờ con gặp ông rồi, ông sẽ thay trời thay Phật mà cứu độ cho con cải tà quy chánh á, thì ông sẽ biến thể cho con, thân thể con đẹp đẽ trở lại, không còn nanh gút nữa, hiểu chưa? Con chết hận con mới thành quỷ á. Thôi nghe lời ra ông đi. Thì con, ông hứa thì con. Thiệt. Ông hứa cho trở lại đẹp được không? Được. Hứa không thành quỷ nữa được không? Được. Ông làm được hết. Ông mà có trời xuống cho đâu ngoài đây đâu. Phải không? Đó. Con chết hận con mới thành quỷ nè. Sẽ ông biết con hết trơn à. Đó. Con chết là cách nay là bao nhiêu năm, con nói kể lại cho ông nghe đi. 20 năm. 20 năm sao nãy con nói 1000 năm. Dốc. Xạo. Dốc mà ông cũng biết. Không tin Phật. Dốc chửi hoài mà con này nó không nói gì hết. Tức. Nhưng mà con á, con chết hận mà không có được ai cứu thoát cho con á. Có lẽ là con bị là hận quá, chết hận cho nên cuối cùng rồi con mới thành quỷ. Thôi bây giờ nghe lời ra ông đi. Nó quýnh vô đây nè. Nó quýnh con hả? Mà con làm gì nó quýnh con? Con đi chơi. Đi chơi hả? Cái nó quýnh một phát ngay chỗ đây. À. Con chết. Con không biết ai quýnh hết. Không biết ai quýnh hết. Không ai cứu hết. À. Đi lang thang biết đói rét. Thành quỷ luôn. Tội nghiệp ghê không? Để cho ông cứu cho con lành cái đó lại. Thấy không? Ông cứu con đi con nữa. Thôi giờ cứu một mình con thôi. Còn ai mà trong người con á, thì sư ông chú nguyện một lần theo con, theo cái ý con á. Còn một con yêu tinh nữa. Ừ thôi được rồi, giải quyết cho con nè. Chứ con tinh nào đó, tất cả trong người sát nữ này nè, chứ ông hàng lành lặn lại hết. Cái Phật nhiệm màu thiên biến dạng quá nè, cho cái linh căn này là lành lại hô. Các linh căn trong ngự nữ này nè, bệnh hoạn lành hết. Hô biến. Đó. Biến đó nè, cho cái dòng này nè, dòng nam này nè, trở thành một người, một chàng trai đẹp đẽ, áo quần sạch sẽ đàng hoàng, không còn nanh nữa, không còn là quỷ tóc tai cứng nữa. Hô biến tất cả những dòng hồn con này á, trở thành người hiền lành hết. Hô biến cho quần áo bẩn hết, thì cho mỗi người tô cơm ăn hết. Biến rồi đó, con lành rồi đó. Con thấy chưa? Con đẹp trai lại rồi đó. Dạ. Ừ. Hết rồi ha. Dạ. Giờ mấy dung hồn cũng đó vậy thôi, rang ra nữ đi, đừng có theo nữ nữa. Đó, ráng niệm Phật tặng cho mau siêu thoát. Thấy không? Phật trời thương chúng sinh lắm, đi không mà có. Đó, thấy chưa? Thì thôi, hứa với sư ông đi. Con tên họ là con thời từ đây sắp tới con không theo nữ nữa, tất cả vong hồn con này thời hết đi. Rồi em muốn theo thì ông tu ở đây thì ông cho tu. Yeah. Ừ, cho tu hết. Con tên Huỳnh Thúc Tán. Hình gì? Huỳnh Thúc Tán. Huỳnh Thúc Tán. Bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. 55 tuổi. Con xin thề từ đây sắp tới. Con xin thề từ nay con không theo sắc nữ nữa. Con theo sắc nữ nữa. Thì con giác ngộ theo Phật tu hiền. Con giác ngộ theo Phật tu hiền. Con hứa sai lời. Con hứa sai lời. Thiên lâu đản mạng con ra tro bụi. Thiên lâu đản mạng con ra tro bụi. Con hứa là con giữ lời. Con hứa là con giữ lời. Rồi. Bây giờ tất cả các vong hồn theo nữ nè,
khi cho một vong hồn á là ba bộ quần áo, dép giày, khăn đón đầy đủ hết. Đó, đó là từ đây nó tới đây. Thái Phật nhìn màu khi biến nhận hóa độ chạy các chúng sinh để giác ngộ cho Phật tử Hoàng Thường. Có quần áo đầy đủ hết, dép giày, khăn đón. Ồ, biến. Rồi thôi lui ra đi, cho nữ tỉnh lại. Lui ra đi. Thôi, giải quyết lần này thôi, không có giải quyết ai nữa trơn á. Ra đi, tỉnh lại đi. Con là ông. Con là ai nữa? Con là con của mẹ con. Ừ, con của mẹ con. Làm sao, mẹ phá thai hay sao? Không có. Chứ làm sao chết? Con bị tai nạn. Bị tai nạn làm sao? Con đi nhà trẻ với cái con ba con chở con về cái bị người ta tông xe mà bà con sống con chết vậy á hả? Dạ. Con tên gì vậy? Con Võ Công Thịnh. Ừ, Võ Công Thịnh. Chết mấy tuổi vậy? Con chết lúc con 2 tuổi. Hai tuổi. Ừ. Con trúng đâu cũng chết hả? Con bị đau. Chứ con bị trong ngực. Rồi sao ông chữa bệnh cho con hết bệnh? Màu viêm dí dạng quá nè. Đó, Võ Công Thịnh là thanh thể là dùng mình thật mạnh nha. Nay cho con 6 tuổi được lớn lên đi học. Ồ, biến. Ồ, biến. Rồi, lâu nay ba con có, ba mẹ con có cho con ăn không? Dạ có. Có cho quần áo bận không? Dạ có. Ừ, phải đốt giấy tiền bạc cúng ông bà của người ta tổ nha không? Người ta xài được hết trơn á. Chứ đừng có nghe lời mà mấy người mà ta không có biết gì hết trơn, người ta nói đốt mê tín không ai xài á, cái đó là tầm bậy á. Có. Thôi con lui ra đi, được rồi, con hết bệnh rồi. Ông cho con quy y đi ông, mẹ con không biết. Rồi, cho quy y hả? Dạ. Thôi sư đặt đại sư ông đặt con tên là Huệ Thịnh luôn. Dạ. Huệ Thịnh. Dạ. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, giữ năm giới cấm: 1 không sát sanh, 2 không trộm cắp, 3 không tà dâm, 4 không nói láo, 5 không uống rượu cờ bạc say sưa. Dạ. Ờ, ráng niệm Phật đi. Con muốn ở đây hay là con muốn thiêu theo mà ba mẹ về quê? Con theo mẹ về. Ừ, thôi được rồi, mẹ cho theo á. Con ông quy y cho con là mẹ con đi chùa là con theo. Mẹ đi chùa mẹ tụng Phật là con nương theo mẹ, con nghe kinh nghe kệ. Ừ, thôi vậy là tốt á. Dạ. Ừ, thôi được rồi. Lại ông ba lại đi, rồi gian ra, tỉnh lại, cho mẹ tỉnh lại. Bởi vậy thì tôi xin chuyên qua ra lại một chút xíu là vấn đề chết trùng. Có những cái vong hồn mà nó chết nó nhầm cái ngày trùng rồi á, thì cái đám binh trùng, cái đám binh cốt á, trong rừng nó ra bắt. Nó bắt được người đó rồi, nó đánh khảo, nó tra tấn, nó buồn về chỉ dòng họ để mà nó tiếp, nhất là trong cái họ. Thì những cái người mà bị bệnh trùng bắt vậy vừa qua, có những người kéo đến gặp tôi đó, thì tôi mới gạn hỏi họ tại sao mà dẫn bệnh trùng về mà bắt cái trong dòng họ như vậy. Mà đây tôi nói cụ thể nhất là em còn sao đặt ở dưới cái đò này mà là người bị chết trùng. Nó dẫn về bắt người em út. Tôi hỏi tại sao chú lại dẫn về bắt em. Nói ông sư ơi, họ đánh con quá chịu không nổi, đánh rồi treo đầu đó, rồi đổ nước xà bông, cái kiểu nhưng mà cái cách tra tấn trên trần gian này vậy đó. Chịu không nổi, con chết rồi thì con sống lại thì nó làm tiếp, con chịu không nổi. Cuối cùng con phải chấp nhận dẫn nó đi chỉ em con. Mà con chỉ em con á, rồi á, nó nhào kiểu lắm em. Chứ còn con câu ngu dại gì mà con dẫn nó đi bắt trong dòng họ của con. Ai nói này được gì? Cái đây cũng là một cái bằng chứng cụ thể con người trần gian. Ví dụ như mình bị một cái gì đó, ví dụ chẳng hạn như những nhà chính trị Việt Nam hồi xưa đi, hoạt động cách mạng mà bị bắt á, người ta cắn ăn và tự sát, hoặc giả là ta tự cắt cổ và chết hay gì đó, ví dụ vậy. Bệnh đầu máu luôn, không hay. Nó thì nó bệnh đầu máu đã hết, biết đâu rồi bắt rồi chết rồi, còn cái đầu điều tra đánh đập nữa.
Nhưng mà cái người âm nó mang cái cung thánh thanh, mà cái đám quỷ binh mà nó bắt nó đánh đạp rồi, chết đi xuống lại, không mất luôn, có làm hoài chuyện cho nổi. Đương nhiên là phải anh chỉ cho mình. Đó là cái chỗ này, cho nên đó, khi mình nói chết trùng mình cũng tội nghiệp và thương tâm cho những người chết mà trong những ngày giờ đó. À, rồi à, bà con mình thời nay xưa nay cũng hiểu thì cứ rước thầy pháp, rước thầy yếm yếm trùng để cho không còn về mặt dòng họ. Thường thường mấy thầy nói là có yếm trùng chứ tôi không có yếm cái dòng hồn của thanh nhân là mấy bà mấy ông đâu. Thật sự ra binh trùng là binh rừng núi, cái binh giặc cốt nó đông nó giỏi, không thua gì mà bà binh hiện thực hết trơn á. Thế làm sao một ông thầy pháp, hai ông thầy pháp, một chục ông thầy pháp để yếm được không? Biết nó đâu yếm. Yếm là yếm cái hồn, cái xác của cái người thân mình chết. Cho nên yếm cái hồn, cái xác người thân mình chết rồi, nằm một chỗ nó không xâm nhập lại được không? Nó không bắt dẫn đi được không? Thế sự thật ra không phải yếm trùng mà yếm bình trùng mà yếm cái người thân. Cho nên cái ai đó mà ví dụ vừa qua thì gặp cái nhiều vụ việc đó là cũng vụ mà chết trùng cái nhờ thầy yếm người thân, yếm sau này người thân họ thời gian rồi cái bùa nó phai đi thì bắt đầu cái người họ xảy ra họ giờ họ tìm cái người nào mà rước thầy yếm họ, họ sẽ quật bệnh báo quán trả thù lại. Rồi chẳng những vậy, cái đám binh bùa mà nó theo mà đấy, trước kia là nó giữ hồn người này á, thì nó cũng ai vua theo, nó đói quá mà nó theo, nó nhào theo được, nó đánh phụ, nó báo phụ đặng mà cúng kiến cho nó. Cho nên quả báo vô cùng khổ sở. Bởi vì về thần trùng mà trong cái bài mà tôi lược sinh quá nguyên nhiên, tôi có phân biệt ra vấn đề mà binh trùng á, nó không phải chỉ một loại trùng mà bốn loại trùng là chỗ đó nó gì. Không dời ai xì về sáng giật mình thức lại là ngủ trong một cái láng mã còn ai đây mà cái miệng đầy con trùng, nó cho ăn trùng mà nó giả nó biến ra là con bánh canh, có gì thấy chưa? Còn ông lão tôi á, ma nó hiện mà ông đâu biết. Tại vì á là cái nhà thì ở ngoài cách cái nhà bên ngoài á thì khoảng chừng 500 thước. Ban ngày ổng đi cài rồi mệt rồi, còn bà già thì bà bệnh nó nhờ về nhà ngoại. Cái rồi tối á ổng về nhà ngoại ổng thăm bà già. Ổng đi ra ngoài đường á, ổng thấy heo con mà nó nhỏ nhỏ gọn lắm, chạy kêu ịt 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 ịt. Đó là ông già tôi không kể lại á, ổng dí ổng bắt được con con. Ổng ôm vô nhà ngoại ổng thăm bà già. Rồi ổng lấy dây xé dây chuối á, ổng cột cái chân con heo với cái chân dán á. Rồi chơi lát hồi ổng ra ổng về, ổng ôm heo về. Ai về thấy cái sợi dây chuối cột cục đất mới biết là heo ma. Ma nó còn hiện được như vậy á, ứng chi là Phật, phải không? Có nhiều cái mà vấn đề khoa học họ không tiếp cận được, họ không biết. Nhưng mà mình bởi vì sư rồi, bản thân sư thì sống ở thôn quê cho nên tiếp cận biết nhiều việc nó ngộ ngộ lắm. Giờ kể là bà con mình nghe thôi. Còn ông cậu Chính Hò có sư, cái ông mà đứng lên xây dựng cái tỉnh xá Liên Hoa này bằng gỗ đó, ông đứng ông xây mà ông công nhận ông hay nha. Kỳ đó dầu đồ ngày nọ sư mua đó, ông nói là cái dầu gỗ này của sư đó hả, mà xây dựng tỉnh xá này á thì tôi cho sư biết trước nó chỉ 20 năm thôi nó xuống cấp. Ông nói mà đúng 20 năm xuống cấp thiệt á, nó mục từ từ á, cái kèo ở trên á. Ông đi soi theo như là ông kể, trời mưa lớn á, ban đêm mà thì ở thôn quê mình hay đi soi ếch lắm. Ông đi soi ếch bắt ếch đầy cái vỏ rồi ở chỗ Gò Mã Tròn, chỗ kế nhà thờ của ông lão bà lão sư á, cái đầy rồi cái ông đi về trên cái đường về nửa chừng tự nhiên đứt cái vỏ ông rớt xuống, ông quay xuống ông lộn nên ông sợ ếch nó nhảy ra
tới chừng ông coi lại là cái vỏ đó cục không. Nó như vậy đó. Cho nên á, khoa học họ không tiếp cận được cái này, họ làm sao họ biết? Cho nên họ nói là không có, là quan đường. Rồi mình đây mình tin tưởng trời Phật, mình nói có linh hồn là mê tín dị đoan. Thì họ nói cũng đúng thôi, vì đúng cái họ chưa biết. Chứ nếu mà họ biết hết trơn, họ không dám nói này đâu. À, cho nên mình nói có những cái khoa học họ nói đúng là đúng theo cái tư duy của họ. À, đúng trong cái sự hiểu biết của họ thôi, chứ chưa phải là đúng của tất cả. Nói vậy cho bà con mình hiểu. Chứ để cho những người mà họ có bằng cấp cao quá, họ nói cái chuyện cái chuyện đâu không à, nó không phù hợp với thực tế cuộc sống của nhân gian. Đó. Và tiếp tục là cái câu con xin chỉ bảo. À, gia đình con đang thờ Tam Thế Phật, từng rằm con phải sám hối tụng kinh nào cho tốt. Đúng ra đó thì làm ăn á thì cô phải tụng kinh Phổ Môn. À, tụng kinh Phổ Môn là Quan Âm á, cái thời kinh Phổ Môn. Rồi cô sám hối thì có thể là cô sám hối tùy duyên. Ví dụ như cô sám hối cái kinh gọi là Lương Hoàng Sám, cầu an là tụng kinh Phổ Môn Quan Âm, mà đang thờ Tam Thế thì tụng Quan Âm là đúng rồi. Còn kinh sám hối là tụng thêm thôi, thêm. Và đồng thời á, nếu mà mua bán quần áo mà cho thuận lợi á, thì một tháng cô có cúng mấy ngày các đản không? Mùng 2, 16 đó cô có cúng không? Không có cúng luôn. Thật sự ra mà nói á, mấy người mà chạy xe đó, chạy xe khách đó, hoặc mua và bán tạp hóa đó, thì mùng 2, 16 họ có cúng hết. Mình mùng 2, 16 mà mình cúng mấy ổng, có mấy ổng ăn, rồi gian giấy mấy ổng gia hộ mà khách cho mình mua mai bán đắt, thì cô cúng cho họ ăn đầy đủ thì họ mời cho cô mau lắm, làm ăn được lắm. Còn cái cô á, mà cô bán buôn mà cô không có gian giấy cúng mùng 2, 16 á, thì tùy theo cái phước duyên của cô thôi. Chứ còn cái phước duyên cô kém thì ta đến ta mua ít, mua bán nó chậm trễ. À, và đồng thời là nếu phước duyên có nhiều thì mua bán mới được, còn phước duyên ít là chậm trễ. Tức là các đảng âm hồn nó đang đói khát. À, mình cúng gian giải cúng nó giúp mình, nó mời khách lại mua mai bán rắc hoài vậy đó. Thấy không? Cái này nó cụ thể lắm nha, chứ không phải đơn giản đâu. Tôi nói thêm cái này để cho Phật tử mình rút cái kinh nghiệm. Hai vợ chồng ông bà này nè, à, tặng cái bức tượng Bác Hồ cho sư, bức tượng Bác Hồ đẹp lắm. Bà này á, bà có trên 20 mẫu cao su mà ba cái phần đất riêng với nhau. Bà giàn giấy theo như bà kể sư á, là gần 3 năm rồi mà bán không được. Thì bà mới tìm tới sư, bà nhờ sư giúp chú nguyện sao cho bà bán cho mau. Vì lớn tuổi già rồi, để chi cho nhiều, chăm sóc được, mướn người ta chăm sóc không à. Tôi nói bà gian giái vậy, bà cúng gì mà lâu vậy mà bán không được. Bà nói còn gian giái nếu mà bán được ba cái trên 20 mẫu cao su này thì con sẽ cúng vịt quay. Tôi nói tèn ơi, rồi bà cúng ba cái phần đất riêng mà bà cúng một con vịt quay rồi ta đâu có chịu, đâu có đủ ăn đâu. Chàng ở trong rừng núi bây giờ binh chiến sĩ rồi mấy người hy sinh nhiều lắm mà không ai cúng kiến người ta ăn, người ta đói dữ lắm. Bà gian giấy là ta không giúp bà đâu. Bà phải gian giấy là ba sở đất như vậy, bà phải cúng ba con heo quay, mà mỗi con heo quay phải 20 ổ bánh mì sắp lên, rồi giấy tiền vàng bạc cho nhiều. À, bây giờ trước mắt bà làm cái lễ bà ra mắt đơn giản thôi, bình bông, dĩa trái cây, ba chung nước, ba cây nhang,
dĩa muối gạo với dĩa với tiền vàng bạc nhỏ thôi. Giờ gian giấy á, mỗi sở đất á, đều có ra lập cái lễ ra mặt mắt này xin phép trước. Quý ông bà cô bác khuất mặt chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn quẩn qua nơi đây á, giúp cho tôi được bán được cái sở đất này, tôi sẽ cúng trả lễ. Vậy á thì bà sẽ bán sớm. Bởi vì chiến sĩ bà muốn cúng chay cũng không được nữa, ta đâu có ăn chay đâu bà cúng, bà phải cúng mặn. Nhưng mà tôi nói trước bà cúng bà tránh khỏi cái quả báo về sát sanh á. Bà về lại lên Sài Gòn á, bà mướn xe taxi lên Sài Gòn á, lại cái đường Tạ Quyên á, heo quay lớn nhỏ người ta quay sẵn, ta treo lỏng võng ở đó đó, bà cứ mua đại về bà cúng thôi, với giấy tiền vàng bạc thôi chứ có gì đâu. Tôi nói như vậy rồi thì bà nghe lời, bà giang giấy đâu có hai tuần sau bà bán thuốc. Bà bán được rồi bà mới thỉnh sẽ lên chú nguyện giùm cho bà. Bà bán hết trơn. Đó là tôi nói cụ thể cho bà con mình nghe đó. Cho nên mình tu mình ăn chay là theo việc của mình, nhưng mà chiến sĩ ta không ăn chay, những quỷ thần ta không ăn chay đâu. Cho nên giang giấy phải giang giấy đồ mặn thì người ta mới giúp mình. Còn dân giấy hay nó dàn giấy mình đâu có ăn chay mình giúp nó. Thôi nó làm gì làm cậy đó đi. Mấy người âm ta nghĩ vậy thì thấm xong ngay, làm sao bán được. Mà hôm lại sự hướng dẫn cái này nhiều người kết quả nha, không có chơi đâu. Cho nên á, mình quý vị bà con mình ở đời nó có nhiều cái nhu cầu lắm, nhiều nhu cầu. Ví dụ con mình nó nóng hay là nó sốt hay là cái gì đó, nhiều khi không phải gió máy mà do bị quở. Cho nên mình cứ gian giấy các vị khuất mặt khuất mại đây, con tôi vậy ai có quở phạt cho nó hết đi, tôi cúng mâm cơm canh với dĩa muối gạo ít với tiền vàng bạc hết im chứ có gì đâu. Mà tôi cũng chỉ nhiều người như vậy đều có kết quả hết trơn. Chứ thật ra tôi không có giỏi gì hết trơn á, tôi không có giỏi gì hết, không bằng ai, đâu có bằng cấp gì đâu, học hàm học vị gì cũng không có, vậy chức quyền cũng không luôn. Nhưng mà mình biết cách mà mình chỉ cho người ta kết quả, thấy không? Chứ còn mà mình nói ngang thì làm sao mà mình giúp được ai cái gì. Cho nên giờ cô bác bà con mình ở xa gần mà nghe tiếng sư rồi đến nghe pháp, hoặc giả là họ điện thoại về họ chúc mừng gì vân vân, chẳng qua gì họ nghe mình nói nó trung thực mà họ làm có kết quả. Chứ như thật ra nếu mà nói mà không kết quả họ tin mình chi. Mà thiệt đối với bản thân sư vậy á, ai mà nói gì mà sư thấy không kết quả là sư không tin nổi đâu. Không tin nổi đâu. Mình tin là phải có kết quả như thế nào đó, thấy không? Thì thôi vậy đi. Sư ông có thể khai mở về tình yêu thương cho con được hiểu rõ hơn không? Điều này bên đạo Chúa được giảng rất kỹ nhưng đạo Phật chưa được nhấn mạnh như thế. Con đã đọc quyển nghiên cứu các trường hợp cận tử kể lại. Họ thường miêu tả đấng tạo hóa là nguồn ánh sáng vô tận tràn đầy yêu thương. Mỗi nhân loại được sinh ra từ tình yêu thương. Cuộc sống bên kia là tình yêu thương. Bản thân ta là một phần của Thượng Đế. Ngài yêu tất cả mọi chúng sinh bằng tình yêu vô bờ bến, không oán hờn hay trách móc, xử phạt, phê bình, mà chỉ dùng tình yêu thương cảm hóa, là tình yêu thương đồng điều không phân biệt. Rất là phân minh. Thì cái câu nói này thì đúng là bên Chúa hay dạy cái này. Hay dạy cái này. Thì đi vào và đi vào vấn đề cụ thể đó. Bản thân ta là một phần của Thượng Đế. Cái này nói đúng đó. Như vừa rồi sư giảng về cái lý vô cực, về cái tâm linh con người là một, hồn linh con người là một phân tử của Thượng Đế. Đúng là con của Thượng Đế. Mà sư đâu có học Thượng Đế đâu mà sư nói cũng giống này ha. Đâu có học Thượng Đế. Rồi bây giờ mình nói thêm cái Thượng Đế á. Cái tình yêu thương của Thượng Đế cũng như mẹ cha mà đối với con, thương yêu vô cùng. Dầu cho đứa đó khôn, dầu đó đứa dại,
dầu cái đứa đó nó có chức vụ, dù cái đứa là dân giả, dù cái đứa là có tiền bạc mà dù đứa ăn mày, thì cha mẹ vẫn thương đồng đều hết. Cha không bao giờ mà có phân biệt đối xử những người con. Tuy nhiên trước mắt mình thấy cái tình cha mẹ đối với con có những cái nó bất đồng là như thế nào đây? Đó là cá nhân ở thế gian. Bất đồng tức là khi mà chia của, con đứa này cho nhiều hơn, đứa kia ít hơn. Vì cha mẹ mới thấy rõ là có đứa này mà chia ít hơn là vì nó có sẵn tài sản riêng rồi, còn đứa kia nhiều hơn là bởi vì nó không có gì hết. À, hoặc giả là cái đứa này nó khôn ngoan, nó lanh lợi, có thể nó tạo của, tự nó tạo của nhiều được, còn đứa kia thấy nó ngu khờ quá thôi cho nó nhiều nhiều một chút. Cái chia của sở dĩ nó không đồng đều á là vì thấy cái hoàn cảnh của mỗi người đứa khác nhau, nhưng mà cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con rất là đậm, rất là đậm, không hề phân biệt. À, thì trong này nói á, Thượng Đế thương yêu mọi chúng sinh á, bằng tình yêu vô bờ bến. Đúng vậy, cha mẹ hiện tại á, có thể là thương con, dạy con và có oán hờn con, bởi vì mình thấy mình là có trách nhiệm, mình là cha mẹ của nó, mà mình nói nó không nghe, cho nên có khi mình cũng oán hờn, mình giận dỗi nó. Nhưng mà Thượng Đế không phải vậy. Thượng Đế Ngài thông suốt về cái tâm lý cuộc sống của mỗi người hết tất cả, Ngài hiểu hết. Cái đứa đó khôn, đứa đó dại, đứa đó mà sao á, Thượng Đế biết hết. Và đồng thời á, khi mà cái tình yêu thương Thượng Đế mà cứu độ chúng sinh và thương chúng sinh chẳng khác nào như ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Chiếu xuống không hề phân biệt là chiếu cái cây to này ánh sáng nhiều, chiếu vô cây nhỏ ánh sáng ít, chiếu vô biển thì ánh sáng lớn, chiếu vô sông rạch thì ánh sáng nhỏ, không có. Chiếu xuống thì vẫn tự nhiên đồng đều hết. Mừng, nhưng mà vì chúng sinh ở trần gian này không hiểu, rồi cố chấp nói sao mà Thượng Đế là ban cái phước cho cái biển nhiều hay ban cái phước cây to nhiều, mà ban cái phước cho sông rạch hay là cây nhỏ ít. Đây là cái sự không hiểu của chúng sinh, của hạ giới mà thôi. À, thì cái đạo Phật á, thì đa phần chư tôn đức trong Phật giáo mình chỉ nói về cái lòng từ bi và cái tình yêu thương của Phật đối với chúng sinh thôi, chứ không nói về Thượng Đế. Cho nên ở đây quý vị mà không nghe đạo Phật nhấn mạnh là đúng, không nghe đạo Phật nhấn mạnh là đúng. À, bởi vì đạo Phật á, thì cái người tu theo đạo Phật chỉ tập trung có cái đạo Phật thôi. Thậm chí có những vị ta coi Thượng Đế cũng không ra gì nữa mà, Mỹ Diệu Trì cũng không ra làm sao hết trơn á, mà chỉ có Phật à, Phật thôi. Mà cũng không hiểu cái Phật như thế nào nữa, không hiểu Phật từ đâu mà ra nữa. Nói xin lỗi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, nếu mà nói thế gian này á, Ngài là con của vua Tịnh Phạn và mẹ Ma Gia Hoàng Hậu. Ngài ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ. À, rồi á, được lớn lên, Ngài bỏ ngôi vua, Ngài đi tu, Ngài phát hiện được cái tinh thần trí tuệ của một đất giác ngộ như thế nào, có nghĩa là Ngài đã đắc đạo. Mà Ngài có đắc đạo tức là Ngài đã vận dụng cái trí huệ tâm linh của mình, của Ngài mà Ngài hiểu. Và cái trí huệ tâm linh của Ngài đó cũng là một phân tử của tánh thái cực, tức là tánh trời. Tức là tánh trời. Nha. Mà nếu nói về vấn đề á, theo như người xưa ta gọi là thái cực. Thái cực, ta tánh sáng của thái cực. Nếu mình nói cục bộ đó lại, tất cả mọi con người mình từ thái cực mà ra. Mà nói xa hơn á, mọi người mình từ cái bầu vô cực mà đến. Những người tu á, mà đạt được cái lý âm dương rồi á, tất nhiên là họ ngộ được cái lý thái cực, ngộ được cái tánh trời, và cái trí tuệ của họ, cái tâm linh của họ hòa nhập về cái tánh sáng của thái cực, tức là tánh trời họ sống. Thì đương nhiên á, cái tánh sáng của họ có mà họ hòa nhập được là
một phân tử của tánh sáng thái cực, là con của Thượng Đế đó, là con của Thượng Đế chứ không ai lạ trên. Dầu Phật Thích Ca ngài có đắc đạo rồi, nhưng mà cái xác trần của ngài á vẫn là con của vua Tịnh Phạn và mẹ Ma Gia Quả Báo. Đó thì về cái phần đó thì tiếp tục cái câu hỏi khác. Bạch sư phụ, hiện tượng ông bà xưa hay ngồi gọi nhẹ bóng vía là gì? Tại sao hay có hiện tượng xác người nào đó hay bị dựa vào thường xuyên? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, ở cõi cực lạc, các vị ở cõi cực lạc có hình tướng không? Các tượng tranh ảnh chúng ta thờ có gần giống với các vị Phật Bồ Tát không? Kính sư phụ Quan Hỷ giải đáp. Thì cái câu hỏi này á, đúng vậy, vậy cái người mà hay bị nhập lên nhập xuống, hay bị ma quỷ nó bắt nhập vô, gọi là nhẹ bóng vía. Nhẹ bóng vía tức là biết gì không? Cái năng lượng trong con người mình yếu, nó mới vô được. Yếu bóng vía là cái năng lượng yếu đó. Thì cái năng lượng của ma quỷ hay là một người nào bên ngoài không xâm nhập vô xác mình được. Hay là nói cụ thể như bà con mình á, cái xe mình đang ở, đang chạy, là tài xế xe mình á, mình đang chạy mà tài xế yếu quá, một cái người nào đó lại show tài xế qua bên là giật giật cái tay lái chạy luôn, là do nguyên nhân chính là ông tài xế yếu, bị người khác show đẩy qua một bên để ông giật cái qua lăn ông chạy. Nếu ông tài xế mạnh thì đằng kia show nó được, phải không? Yếu bóng vía có nghĩa là yếu sức mạnh á, yếu sức mạnh của tâm linh, cho nên nó mới bị cái hồn khác nó xô qua bên nhà vô. Nó là như vậy á, cho nên mình sống ở đời mình muốn cái tâm linh mình nó mạnh á, cái năng lượng mình nó mạnh, thì mình phải có niệm Phật và tịnh tâm. Mình niệm Phật và tịnh tâm nó hội tụ cái nguồn năng lượng tâm linh của mình nó mạnh rồi, thì không ai nhập mình được. Không ai nhập mình nữa hết á. Cho nên cái này không nói đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tiên, đạo gì hết trơn á, mà người nào yếu bóng vía thì vô à, chứ không phải tu lạc pháp tà đạo gì mà vô đâu. Nhớ vậy đó. Nói về những cái phần căn mà họ mượn xác để họ cứu đời, thì nhiều khi cái người đó tu đạo Phật nhưng mà cái căn linh của họ nó nằm ở bên cõi thần, nó bên cõi thánh, cho nên phù hợp cái dòng điện quang của cõi đó, người ta vô dễ lắm, ta vô ra rất dễ, thấy không? Nó vậy đó. Còn cái người yếu bóng vía mới bị ma quỷ nó xô đánh nó vô. Còn ấy, nếu mà không phải ma quỷ mà trong của quyền thất tổ mình á, cái người cái năng lượng nó, cái nguồn điện tâm linh đó, nó cùng một tầng sống với cái người âm đó, thì người âm đó họ mượn xác họ vô con cháu được, không phải yếu mà do hạp cái dòng điện. Thấy không? Trong dòng họ mà có người nào về là hạp cái dòng điện của người đó, con cháu hồng nhỉ, chứ không phải yếu mạnh. Còn yếu mạnh là ma quỷ nó vô á, mình yếu nó mới vô được, chứ còn á là mình mạnh nó vô không được. Đó. Còn thêm cái phần thứ ba nữa là cái căn người đó bên căn thánh, căn thần á, hoặc căn quỷ, căn ma, thì cái cảnh giới đồng cảnh giới đó thì nó cùng một tầng sống thì nó vô dễ. Phải hiểu rõ như vậy, chứ không phải mình tu Phật mà bị nhập lên nhập xuống mà gọi là tu lạc pháp tà đạo hết rồi, không phải. Không phải gì đâu. Cái câu thứ hai á, ở cõi cực lạc, các vị ở cõi cực lạc có hình tướng không? Các tranh tượng ảnh chúng ta thờ có gần giống như các vị Phật Bồ Tát không? Thí dụ như chẳng hạn như cái cánh Phật, cánh Bồ Tát này, cái cảnh Tây Phương á, cực lạc đó, thấy chưa? Cái đó là cái cảnh đó người ta vẽ một cái cảnh đi tượng trưng thôi, cái cảnh đi tượng trưng thôi. Khi mà một vị Phật Bồ Tát mà ta hiện ra cái cảnh thì nó giống y vậy, nhưng mà ta biến rồi thì nó trở lại bình thường trong cái cõi trung giới như mình thôi, nhưng mà tầng sống cao hơn, tầng sống cao hơn.
Cho nên từ đó sư Phật tử có nghe không? Sư nói kể vừa rồi đó, cái hồn sư chết về trên qua khỏi cái lớp mây trắng đến mây xanh đậm, đến mây xanh lợt rồi, về tới cung trời rồi, thì gặp mẹ Diệu Trì thì sư thấy mẹ Diệu Trì sư không biết ai rồi. Mặc áo trắng, bới tóc cao, áo trắng mà áo trắng ngà điểm bông to, đi hai cái chân không như mình vậy thôi, chứ không có hoa sen, không có gì trơn. Bà đón sư, bà kêu sư trở lại, sư còn mắc nợ chúng sanh nhiều quá, còn nghiệp chúng sanh, phải về lo chúng sanh. Sư mới trở lại, mà sư không biết bả là ai trơn á. Tới dần sau này hết bệnh về núi Bú Long, vô cái đền thờ, thờ mẹ Diệu Trì Thánh Mẫu, ở bên chùa Bủ Phong Cổ Tự thờ, chứ không phải bên đình xá Bủ Pháp. Vừa mở cửa tôi thấy bà đứng chần ngần ở trên cái bàn thờ, y là cái người thiệt gặp trên trời. Mà sao, ủa mình sao mình gặp bà trên trời, kêu mình về mà giờ bà này là ai, mình vô mình giếng mẹ Diệu Trì mà bà này là ai mình không biết vậy. À, lấy làm lạ, không lẽ mình bị qua mắt, dụi mắt hai ba lần ngó lại cũng y chang. Rồi ý muốn chạy ra ngoài đó, kêu ông thợ chụp hình vô, mình đứng dưới bãi, đứng trên chụp bao kỷ niệm. Ra hỏi bà bán nước mía, nói sư ơi, nay thứ ba, ở đây thứ bảy chủ nhật mới có thợ chụp hình lên, có người ta đi tham quan du lịch, có thợ chụp hình, còn nay thứ ba không ai lên đâu. Nghe nói mình chân thử thì cũng hơi buồn chút, quẹo trở vô nhìn bả lại một cái nữa, rồi thôi mình từ giả mình đi về. Quẹo nó vô nhìn mà lại không còn hình ảnh hồi nãy, mà lình ảnh mẹ Diệu Trì Thánh Mẫu đầu đội mão, tròn mặc cái áo màu đen viền vàng nhỏ, sau lưng tròn một cái tấm vải xo màu vàng, và hai cái chân thì đứng trên quả địa cầu. Cái gì thấy lạ chưa? Mà lúc này sư đâu phải điên đâu, đâu phải khùng đâu, đâu phải qua mắt đâu. Mà vậy đó, nói cái này dễ tin không? Rất là khó tin. Cho nên trong những cái cuốn như bằng cái gì mà cái cuốn sách của vị nào mà nói đi về miệt Hy Mã Lạp Sơn mà gặp những vị tu 500 năm ở trên đó, cả ngàn năm còn sống trên đó đó, thật sự là mấy vị đó hiện cũng không khác nào mẹ Diệu Trì thấy, mà hiện trên cái cốt cho sư thấy vậy thôi. Mấy vị đó hiện ra cho biết cái xác này làm gì mà sống giữ thần vậy, cái xác này nhiều lắm. Hiện tại sư cho 150 tuổi thôi, không hơn đâu. Còn mình tổ thì 300 tuổi thì cái chuyện đó sách xưa nói cũng có thể. Nhưng mà nếu nói 500 năm hoặc là 1000 năm, mấy ngàn năm mà không có, chỉ bằng hồn không à. Phải cụ thể như vậy á, chứ mình đừng có mà tin mình nghe cái rồi mình tưởng đâu thiệt như vậy, súng nhau mang cái xác này lo tu làm sao cho đặt trường sanh bất tử khỏi chết. Tội nghiệp cho ông Thiện Đức của sư. Ông Thiện Đức, ông tên Thạch ở Biên Hòa đó, ông là một tay ăn chơi à, mà sao ông giác ngộ rồi á, ông theo sư, ông lên đây này, đầu tiên cất cái cốc ở phía bên chỗ cái miễu Ngũ Hành bên đó, chỗ kế bên cái chỗ mẹ Diệu Trì, rồi để cho ông ở tuần tu. Ông tu theo sư đâu mấy tháng sao không thấy linh gì hết trơn. Ông mới về Biên Hòa cái ông sư nọ, ông hướng dẫn ông, bây giờ tôi chỉ ông một cái pháp tu tiên, ông luyện á, uống 100 thang thuốc bắc thì ông sẽ được trường sanh bất tử. Tu đây không có linh, bây giờ ông tu thì ông đó cho linh. À, ông uống 100 thang thuốc bắc, vì ông gia đình cũng khá giả lắm, ông khùng luôn, khùng luôn. À, trường sanh bất tử đâu không thấy khùng ấy luôn. Cái bà vợ rồi chạy lên đây bạch với sư để sư giải cho ổng, lên đây bạch rồi xong rồi thì sư gặp ổng, cái sư mới giải thích cho ông nghe, rồi chú nguyện để cho ổng tan những cái dòng điện mà ổng thời gian ổng luyện nó xâm nhập vô người ổng á, làm cho ổng khùng, ổng mát á. Cái từ từ ổng hết, ổng hết vậy ổng chưa vừa lòng nữa, ổng lên trên núi Bà Nà mà có cái cây bự kia bằng gì đó,
hả? Ở núi Chứa Chan. À, ông lên đó cũng có một thầy trên đó dạy ông tu, dạy ông tu đặng trường sanh bất tử. Ở đó tu nó 3 tháng khùng tiếp. Khùng tiếp đi rồi về gia đình rước về nhà cái rồi là bà vợ mới lên bạch với sư mà tội nghiệp. À, sư đặt pháp danh đó ông Thiện Đức. Sư giải cho ông cái rồi sư mới nói ông nghe, cái đạo Phật của mình á quan trọng là tịnh và đi vào định. Muốn hiểu biết gì phải quán xét. À, chứ không có luyện tư tưởng. Ông ngộn luyện, ông vọng tưởng quá, ông bị vậy đó. Bỏ đi, đừng làm cái đó nữa. Ông nghe lời sư đi. À, thì tới chừng đó, ông mới nghe lời sư. Nó thôi thì rạp tới con đi tu đâu rồi. Vợ nhà kêu con làm cái phòng riêng ở tu. Ông ở nhà làm phòng riêng, ông tu riết ông, tới ông mất luôn. À, tội nghiệp vậy đó. Đó là đệ tử sư á. Theo sư thấy tu sao không có linh gì hết trơn. Theo người ta nghe là người ta cho mau linh. Ai vậy mau cùng. Thấy khổ chưa? Thấy không? À, cho nên cái cõi cực lạc á, đặc biệt nhất á, là cái tâm hồn của con người mình. Tâm hồn con người mình không còn một cái sở chấp nào hết. Sống tâm hồn rất là an lạc. Cho nên sư hai câu kệ lần trước sư để á, vọng chấp mê làm sanh rối khổ, lìa tham dứt nhiễm hiển an nhàn. Mình không có chấp là mình không có khổ. Đó là cái cảnh cực lạc nội tâm đó. Mà cái cảnh cực lạc nội tâm mình có rồi á, thì mình bỏ xác này, cái hồn mình xuất ra thì sống trong cái cảnh giới đó của mình. Mà cảnh giới đó của mình hiện thực cũng là giống cái thân này thôi, chứ không có hào quang, không có đi trên mây hay là qua sen gì đỡ rồi á. Nhưng mà khi hiện là có, hiện là có, biến mất, trở lại bình thường, bình thường như mình vậy thôi. Cho nên người ta vẽ cái cảnh đó, nó xin lỗi nghe, đó là cái vẽ cái cảnh kêu bằng biến tướng thần thông thôi, chứ trở lại mà cái bằng thâu thần thông trở lại là bình thường thôi, bình thường đó. Đó, nói vậy để cho Phật tử nghe. Giờ mình phải có một cái hiểu biết á, để mà mình xác định là cái sự thật và hư. Mà cái biến tướng đó của Phật á, ma quỷ yêu tinh nó biến được hết trơn à. Bởi vậy cho nên nhiều người á, nghĩa là tu cái rồi ma nó hiện ra cảnh này cảnh kia, nó hiện cảnh nọ rồi mình tưởng thiệt. Ai về ma hiện chứ Phật không có hiện. Phật có hiện chăng là một cái hoàn cảnh nào đó của một riêng cá nhân một người nó nào đó hiện ra cho họ biết để họ tinh tấn họ tu thôi. Chứ khi mà quần trở lại là bình thường, quần trở lại là bình thường thôi, không có gì lạ hết. Cho nên giả sử giờ trước mắt mình có gặp Phật, mình cũng không biết Phật nữa. Không biết, không có hiện biến đâu mình biết. Thấy không? À, mà biến được, hiện được đó là trong thế giới tâm linh. Chứ còn xác trần á, nó xin lỗi xác trần mà một người nào đó đắc đạo á, thì họ muốn biến cái đó cũng biến không được nữa. Cái xác trần nó cố định rồi. Bởi nên cái Phật Pháp á, về tâm linh này nè, mà nói không rõ ràng, không minh bạch thì khoa học nó cho là hoang đường, là mê tín dị đoan đúng. Nó nói hoang đường mê tín dị đoan là đúng đó. Bị nói không minh bạch, không rõ ràng, không phân biệt giữa thiện và ác, đúng và sai. Thấy không? Tôi còn nhớ ở xóm Bình Hưng mình đây nè, hồi đó có cái ông nọ đó, nhớ dường dường như bà con của cô Thủy. Tối ông đi soi, ông đi soi đi vòng vòng trời mưa đó, ông đi soi ếch vòng 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 lát sau mà ông thấy ông đi vô chợ, ông thấy ông đi vô chợ rồi á là người ta mời ông ăn bánh canh, ông cũng ăn bánh canh đàng hoàng, ăn bánh canh rồi là cái rồi ngủ một giấc đó luôn, không về. Ai xì về sáng giật mình thức lại là ngủ trong một cái láng mã của ai đây, mà cái miệng đầy con trùng, nó cho ăn trùng mà nó giả, nó biến ra là con bánh canh. Quý vị thấy chưa? Còn ông lão tôi á, ma nó hiện mà ông cũng đâu biết. Tại vì á là cái nhà thì ở ngoài cách
cái nhà bên ngoài á, thì khoảng chừng 500 thước. Ban ngày ổng đi cài rồi mệt rồi, còn bà già thì bà bệnh, nó về nhà ngoại. Cái rồi tối á, ổng về nhà ngoại ổng thăm bà già. Ổng đi ra ngoài đường á, ổng thấy heo con mà nó nhỏ nhỏ gọn lắm, chạy kêu ịt 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 ịt. Đó là ông già tôi cũng kể lại á, ổng dí ổng bắt được con. Ổng ôm vô nhà ngoại ổng thăm bà già. Rồi ổng lấy dây xé dây chuối á, ổng cột cái chân con heo với cái chân dán á. Rồi chơi lát hồi ổng ra ổng về, ổng ôm heo về. Ai về thấy cái sợi dây chuối cột cục đất mới biết là nghèo ma. Ma nó còn hiện được như vậy á, ứng chi là Phật. Phải không? Đó, nhiều cái mà vấn đề khoa học họ không tiếp cận được, họ không biết. Nhưng mà mình bởi vì sư, bản thân sư thì sống ở thôn quê, cho nên tiếp cận biết nhiều việc nó ngộ ngộ lắm. Đó, giờ kể lại bà con mình nghe thôi. Đó, còn ông cậu Chính Hò của sư, cái ông mà đứng lên xây dựng cái tỉnh xá Liên Hoa này bằng gỗ đó. Ông đứng ông xây mà ông công nhận ông hay nha. Kỳ đó dầu đồ ngày nọ sư mua đó, ông nói là cái dầu gỗ này của sư đó hả, mà xây dựng tỉnh xá này á, thì tôi cho sư biết trước nó chỉ 20 năm thôi nó xuống cấp. Ông nói mà đúng 20 năm xuống cấp thiệt á, nó mục từ từ á, cái cây kèo ở trên á. Ông đi soi theo như là ông kể, trời mưa lớn á, ban đêm mà, thì ở thôn quê mình hay đi soi soi ếch lắm. Ông đi soi ếch, bắt ếch đầy cái vỏ rồi, ở chỗ Gò Mã Tròn, chỗ kế nhà thờ của ông lão bà lão sư á, cái đầy rồi cái ông đi về, trên cái đường về nửa chừng tự nhiên đứt cái vỏ, cái vỏ ông rớt xuống, ông quay xuống, ông lộn lên, ông sợ ếch nó nhảy ra, tới chừng ông coi lại là cái vỏ đất cục không. Nó như vậy đó, cho nên á, khoa học họ không tiếp cận được cái này, họ làm sao họ biết, cho nên họ nói là không có, là quan đường. Rồi mình đây mình tin tưởng trời Phật, mình nói có linh hồn là mê tín dị đoan, thì họ nói cũng đúng thôi, vì đúng cái họ chưa biết. Chứ nếu mà họ biết hết trơn họ không dám nói này đâu à. Cho nên mình nói có những cái khoa học họ nói đúng là đúng theo cái tư duy của họ à, đúng trong cái sự hiểu biết của họ thôi, chứ chưa phải là đúng của tất cả. Nói vậy cho bà con mình hiểu, chứ để cho những người mà họ có bằng cấp cao quá, họ nói cái chuyện cái chuyện đâu không à, nó không phù hợp với thực tế cuộc sống của nhân gian đó à.